Nhớ nhớ bóp cái thắng để dừng lại nha con. Nhớ bóp cái thắng để dừng lại nha. Thấy chưa, ba nó đi được mà. Đi chậm lại, chưa đi nhanh được đâu. Đi chậm lại con. Đi chậm lại thôi. Em chưa đi nhanh được đâu anh. Tập trung nào, tập trung nhìn nước trước nè. Đúng rồi, tập trung đi. Tập trung kia. Tập trung con. Rồi, bỏ cái chân lên đạp một cái thật là mạnh. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Nhìn tập trung trước. Tập trung trước. Đạp một cái thật là mạnh, đúng rồi. Ủi một cái thật là mạnh đi, đúng rồi, chính xác. Giỏi. Thấy không? Hay hơn xem màu đỏ không? Hay hơn xem màu đỏ luôn á.